Web3Social ra đời với mục tiêu khắc phục những hạn chế của các nền tảng social truyền thống trong việc đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu. Đó không chỉ là tiến bộ công nghệ mà còn là một cuộc cách mạng mang lại cho người dùng quyền kiểm soát tối đa dữ liệu cá nhân và định hình lại khái niệm về mạng xã hội. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng ChoiCoinVN tìm hiểu về Favor, dự án Web3SocialFi độc đáo với nhiều sản phẩm và tính năng nổi bật, mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Ok, hãy bắt đầu nhé! Favor là một dự án SocialFi được phát triển trên Lens Protocol và được hỗ trợ bởi những nền tảng Web3 Social lớn khác như Farcaster hay CyberConnect. Dự án nhằm mục tiêu kết nối cộng đồng và tích hợp yếu tố Earn để mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. Favor được giới thiệu lần đầu vào tháng 5 năm 2022 và đã từng triển khai một đợt mở bán token trên Coinlist vào năm 2023. Sử dụng mô hình hoạt động tương tự như Facebook hay X, Favor cho phép đăng và chia sẻ nội dung dưới dạng văn bản, hình ảnh và video. Nhưng không dừng lại ở đó, người dùng có thể kiếm được tiền khi hoạt động trên nền tảng Favor. Favor cung cấp đa dạng các phương thức đăng nhập và liên kết với tài khoản cá nhân, gồm ví Web3, các tài khoản Web2 như Gmail, Facebook, Apple và các tài khoản Web3 social khác như Lens Protocol, Farcaster, CyberConnect. Sau khi tạo tài khoản trên app Favor, người dùng có thể tải lên và chia sẻ bài viết trên các trang mạng Web3 social khác như Lens Protocol và Farcaster, sở hữu và kiểm soát hoàn toàn Social Graph, mạng lưới các nền tảng social khác nhau của một cá nhân một cách an toàn và bảo mật trên blockchain, hiển thị các PFP NFT, tức Profile Picture NFT, đại diện cho avatar của người dùng trên môi trường on-chain đang sở hữu, tích lũy point, điểm thưởng để đổi sang native token của Favor, sử dụng nhiều tài sản PFP NFT trên các blockchain khác nhau để xác thực và tăng độ tin cậy cho tài khoản, tạo nhóm cộng đồng dựa trên các quy tắc và tài sản crypto cụ thể, nhắn tin trực tiếp giữa các ví Web3. Đầu tiên có thể nói đến đó là tích hợp Lens Protocol. Favor là ứng dụng di động và cũng là nền tảng Web3 SocialFi lớn nhất trên Lens Protocol. Khi người dùng kết nối tài khoản Favor với Lens, mọi hoạt động của họ trên Favor sẽ được giao lưu trên blockchain thông qua Lens Protocol. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu và các hoạt động của người dùng được bảo mật và chúng không thể thay đổi. Ngoài ra, sự kết nối này còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận đến toàn bộ hệ sinh thái Lens, bao gồm tất cả các DApp hiện có. Lens Protocol sử dụng PFP, NFT để tạo các mối quan hệ on-chain giữa các profile, follower và bài đăng. Nhờ đó, người dùng sở hữu Social Graph có thể sử dụng nó trên bất kỳ ứng dụng nào thuộc Lens Protocol. Tiếp theo là tích hợp Farcaster. Vào tháng 4 năm 2024, Favor đã cho phép người dùng đăng bài chéo với Farcaster. Các tính năng cụ thể bao gồm bình luận trên các bài đăng của Farcaster từ Favor, phản hồi và chia sẻ lại các bài đăng của Farcaster từ Favor. Khi đăng bài từ Favor, người dùng có thể chọn kênh cụ thể trong Farcaster để đăng bài lên. Thứ ba là tạo và chia sẻ nội dung. Mục tiêu của Favor là tạo ra một trải nghiệm đa giao thức, giống như một trò chơi, đem đến cho người dùng những dòng tin tức thú vị và phù hợp nhất. Để thực hiện được điều này, Favor cho phép người dùng truy cập cùng một lúc vào nhiều nền tảng Web3 social khác. Đồng thời, Favor cũng thưởng cho các nhà sáng tạo nội dung để tạo động lực cho mọi người tham gia và đóng góp vào cộng đồng. Thứ tư, tìm kiếm và nội dung đề xuất. Để hiển thị nội dung phù hợp nhất với người dùng, Favor áp dụng một số thuật toán đơn giản như sau. Người dùng có thể chia sẻ mọi nội dung vào một topic cụ thể, giúp dễ dàng theo dõi các lĩnh vực quan tâm. Đồng thời, cần follow một người dùng khác để xem mọi thứ họ đăng. Cả hai hành động này sẽ giúp đề xuất các chủ đề và thông tin phù hợp, tạo ra timeline khác nhau, được cá nhân hóa cho mỗi người dùng. Sử dụng tính năng tìm kiếm trong tab Discovery của ứng dụng để tìm một user hoặc một topic cụ thể. Mỗi user có một profile với tất cả thông tin và lịch sử hoạt động. Mỗi topic cũng hiển thị một trang riêng với các bài đăng trong đó. Thứ tự hiển thị nội dung phụ thuộc vào chất lượng bài đăng, được xác định dựa trên mức độ tương tác thông qua lượt stake. Các bài đăng có càng nhiều lượt stake thì càng chất lượng và được ưu tiên hiển thị hơn. Người dùng kiếm được point trên Favor bằng cách tham gia tạo nội dung và quản lý tương tác bài đăng, point sẽ được quy đổi thành token social, là native token của Favor. Người dùng có thể dùng point hoặc token social để mua lượt hiển thị cho các bài đăng. Ngoài point, người dùng sẽ kiếm được Favor Grade. Đây là điểm tín nhiệm ban đầu được dựa trên các tài sản PFP, NFT thông qua thông tin xác thực và thông tin xác thực. Favor Grade được dùng để xác định level của mỗi user. Level càng cao thì sẽ có càng nhiều quyền lợi.
Đối với các nhà đầu tư, dự án đã huy động được 7 triệu USD trong vòng seed round với sự tham gia của Polygon Ventures, Swissborg, Nomad Capital, Symbolic Capital, DaoFi, Forestside Ventures và nhiều cái tên khác. Favor hiện là đối tác của rất nhiều dự án hàng đầu như Lens Protocol, SpaceID, CyberConnect, Polygon, MochaID, Gales, Animoca Brands và nhiều cái tên khác nữa. Chúng ta có thể thấy ở đây rất nhiều những cái tên quen thuộc đúng không? Còn về token Key Matrix của Favor thì hiện tại JCoinVN vẫn đang trong quá trình cập nhật. Các bạn hãy theo dõi kênh để có những thông tin nhanh chóng nhất nhé. Favor là một trong những dự án SocialFi rất đáng chú ý với sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố kết nối cộng đồng với khả năng kiếm tiền từ hoạt động trực tuyến. Favor được hỗ trợ bởi các nền tảng Web3 Social hàng đầu hiện nay như Lens Protocol, Farcaster và CyberConnect. Hơn hết, với việc tích hợp công nghệ blockchain, Favor mang đến cho người dùng trải nghiệm tương tác mạng xã hội an toàn, bảo mật và tính riêng tư cao. Với các tính năng ưu việt và khả năng kết nối mạnh mẽ với các hệ sinh thái Web3 Social khác, Favor chắc chắn là một nền tảng SocialFi đầy tiềm năng trong tương lai. Bạn có đánh giá như thế nào về Favor? Có nên đầu tư vào dự án này khi token được listing hay không? Hãy để lại ý kiến đánh giá để thảo luận cùng cộng đồng JCoinVN nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.